Xin chào các anh chị và các bạn đam mê cây cảnh nói chung và những người đam mê cây sung nói riêng. Và hôm nay thì xin chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái cây sung có tuổi đời cũng khá lâu và đang được tạo ra những cái thế để cho các anh chị và các bạn, những người đam mê học hỏi kinh nghiệm để tạo ra được một cái cây sung có một cái hình thể đẹp như trên hình các anh chị nhìn thấy. Trước khi vào chia sẻ những cái nội dung chính của video ngày hôm nay, rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành cái thời gian quý báu của mình ghé thăm kênh và đang xem cái video của kênh chia sẻ. Nếu như các anh chị và các bạn là lần đầu tiên ghé thăm kênh thì các anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách là các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông để mỗi khi kênh chia sẻ những clip mới thì các anh chị và các bạn luôn luôn là những người đầu tiên nhận được clip của kênh chia sẻ các bạn nhé. Vâng, vào chủ đề ngày hôm nay, cây sung cảnh là một cây đã và đang được rất nhiều các anh chị và các bạn là yêu chuộng để trồng. Bởi vì một cây sung mang về tính phong thủy thì nó sẽ giúp cho gia đình nhà mình mang sự sung túc cho gia đình, và nó tạo ra được những cái thế trông rất là đẹp để mắt để các anh chị và các bạn chúng ta chiêm ngưỡng hàng ngày. Mỗi một ngày chúng ta đi làm về mệt mỏi và nhìn thấy cái cây cảnh của chúng ta coi như là nó phát triển, đúng không, và tạo ra được những cái hình thế đẹp làm cho vui mắt, cũng như là nó sẽ giúp cho chúng ta ra những quả sung để nó mọc trong thân của cây, chúng ta cảm thấy lúc đó rất là vui, đúng không ạ? Do vậy thì được rất nhiều các anh chị đã trồng trong nhà. Tuy nhiên thì để tạo được một thân hình của cây sung có một cái hình dáng đẹp thì không phải ai cũng biết. Và làm như thế nào để có được một bộ đẹp và dáng thế đẹp thì điều đó sẽ được chia sẻ với các anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Có những các chị và các bạn đang nhìn thấy đây là một cây sung, mình sẽ quay lại cho các anh chị từ đầu đến cuối để các anh chị sẽ nhìn thấy. Đầu tiên là về hình dáng, thì từ đó các anh chị sẽ nghiên cứu cái từng thế để các anh chị tạo nuôi dưỡng nó dần từ lúc đầu cho đến khi nó tạo được ra một cái khung hình đẹp. Và các bạn, từ đó, từ cái hình ảnh này thì các anh chị và các bạn có thể từ cái sáng tạo của mình để tạo ra được những cái hình thể của cái cây cảnh của cây sung nhà mình nó theo cái ý muốn của anh chị các bạn. Vâng, về hình dáng của cây này thì điều đầu tiên là chúng ta đã nhìn thấy đó là nó tạo ra được một cái bộ rễ cũng rất là tuyệt vời các anh chị nhé. Đấy, mình sẽ quay đến cái bộ rễ cho các anh chị này. Rất tiếc là bộ rễ này nó đang bị vướng khá nhiều cây xung quanh, nhưng các anh chị nhìn thấy này, cái sự tạo ra được một cái thân hình rễ thì các anh chị nhìn tưởng tượng nhé. Chúng ta phải có những trí tưởng tượng thì chúng ta mới nhìn ra được những cái hình ảnh của nó. Đây thì ví dụ như cái bộ rễ này nhé, các anh chị nhìn thấy là nó đang như một cái thân nằm ở dưới, có cảm giác trông như một con gà, trông như con gà trống nó đang nằm, đúng không, nằm đấy, các chị nhìn thấy chưa? Đấy, ở cái phần rễ của nó, các anh chị nhìn thấy chưa? Sau khi đi lên thân hình thì các anh chị nhìn thấy rằng có những cái khúc hiểu của cái cây cây sung đấy, ví dụ như đây tạo được ra những cái sung, cái cành tự ra sân sùi đấy, để tạo ra sân sùi thì khi chúng ta tạo được ra những cái thế đây, ví dụ như cái việc mà chúng ta tạo được ra cái rãnh này này, thì khi mà chúng ta cái cây của chúng ta đầu tiên chúng ta nó phải phát triển nó phải có một cái độ lớn đã, độ lớn, sau đó thì chúng ta sẽ dùng những cái đục sắc chúng ta khoét cái thân cây, và khi khoét cái thân cây này ra thì các anh chị và các bạn phải nhớ rằng chúng ta phải nếu chúng ta để bình thường thì cái cây này sẽ bị những cái lấm mốc và dẫn đến nó hoại tử, thì cái cành này của chúng ta nó sẽ bị chết. Thế để giải quyết được vấn đề cây của chúng ta nó không bị hoại tử thì chúng ta phải gì, chúng ta phải làm coi như là bôi, tức là bôi vôi để làm sao để sát trùng để cái cây này của chúng ta, cái chỗ mà chúng ta đục ra nó không bị coi như là bị hoại tử, tức là không bị coi như những lấm mốc này. Thế thì nhiều khi có những nghệ nhân thì chúng ta sẽ đã dùng những cái xi măng chúng ta đắp vào đây đấy, để cho tạo ra độ sần sùi và nó tạo ra một cái rãnh. Từ đó thì sau đó thì cái vỏ cây này nó sẽ phát triển và nó tạo ra một cái hình như thế này để chúng ta nhìn thấy nó đẹp. Đó là cái cách để chúng ta tạo được. Thế thì để tạo được những cái thế, ví dụ như là các anh chị và các nhà nhìn thấy đây, những cái khung hình như thế này, thì chúng ta cũng phải mất rất nhiều thời gian và công phu đấy, để chúng ta phải nuôi một cái cây để làm sao nó lớn lên này. Đấy, sau có một độ lớn lên thì sau đó chúng ta cắt cái cành này đi đấy, thì vì cắt cái cành này lên thì nó đang mọc những cái
cái chồi của nó lên như thế này. Thì đây là những cái mà nó vẫn tạo cho cái sự phát triển của thân cây này to ra. Và từ cả những cái chồi đâm lên như thế này thì chúng ta sẽ dùng những cái dây thép như thế này để chúng ta tạo uốn thế theo cái nhu cầu của chúng ta, để cho nó theo những cái hình thể. Đấy, tùy theo những ý thích của anh chị và các bạn, các anh chị có thể tạo rồng phượng, long quy, thì nói chung là các anh chị tạo theo cái hình dáng mà các anh chị muốn. Đấy, thì cái vấn đề ở đây là chúng ta phải cần có những cái độ quan sát kỹ lưỡng về những cái hình ảnh của cái thân cây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, từ cái trên xuống dưới đây, các anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, thì ở một cái cây toàn thể như này thì có rất nhiều các cái mấu chốt của nó. Đấy, để cái cây sung có một sự sần sùi. Về cái độ sần sùi của cây sung thì chúng ta làm không khó, về cái sung thì về nguyên lý của nó thì cái sự sống rất là mạnh liệt, chúng ta không cần phải trồng nhiều đất, chúng ta chỉ cần trồng ít đất thôi, thì cây sung của chúng ta rất dễ sống và phát triển rất là tốt. Đấy, thì khi mà chúng ta trồng rồi thì chúng ta sẽ phải chăm bón nó, đúng không, tưới nước thường xuyên, và sau đó thì chúng ta sẽ tạo được ra những cái thế cây. Để tạo được ra những thế cây này thì chúng ta đòi hỏi nó không phải ngày 1, ngày 2, mà chúng ta để có được một cái cây cảnh đẹp như này chúng ta mất phải từ 5 đến 7 năm, đúng không, thì nó mới cây. Còn nếu như các anh chị muốn có những cái cây cảnh đẹp và muốn nó sủi thì các anh chị phải bỏ ra tiền để chúng ta mua một cái cây về thì nó sẽ đẹp, và sau đó thì chúng ta sẽ tạo thế dần theo cái, và chúng ta chỉ chăm sóc nó thôi. Đấy, thì đó là chúng ta phải mất kinh phí rất là khá là nhiều. Còn nếu như các anh chị mà không có kinh tế thì các anh chị mua, rất nhiều các anh chị là chỉ ra ngoài đường thôi, các anh chị nhặt những cây ở ngoài coi như tự nhiên sống, và sau đó các anh chị về các anh chị trồng lên, các anh chị tạo ra được những bộ rễ. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với những anh em, những người mà đam mê cây cảnh, các anh chị biết được thứ nhất là về hình thể của cái cây để chúng ta tạo ra được một cái dáng cây cho gia đình nhà mình. Cái thứ hai là các anh chị sẽ biết được những cái cơ bản đơn giản để chúng ta tạo được ra những cái thế cây của gia đình nhà mình, đúng không ạ, để chúng ta có một cảnh đẹp. Và như vậy là trong khuôn khổ video ngày hôm nay, các anh chị nhìn thấy một cái cây tức là sung rất là đẹp, đúng không ạ, về hình dáng của nó. Các anh chị nhìn thấy chưa, về hình dáng tạo lên được những cái vẻ rất là ấn tượng. Trước khi chúng ta vào, chúng ta nhìn thấy rằng cái cây này, chúng ta đã thấy sự mê của nó. Thứ nhất là về những cái vảy của nó trông như vảy rắn hay vậy, đấy, đẹp chưa. Thứ hai là cái sự sần sùi. Cái thứ ba là các anh chị nhìn thấy được những cái hình dáng của nó rất là đẹp. Đó là những cái cảm nhận mà từ con mắt mình nhìn thấy được như vậy. Còn không biết các anh chị nghĩ về cái cây này như thế nào, các anh chị hãy để lời bình luận ở phần dưới nha. Phần bên dưới bình luận của mình nhận xét với cây này, các anh chị hãy vui lòng để lại cái lời bình luận của anh chị về cái cây sung này ở phần bên dưới video. Cái kênh coi như là biết được những cái cảm nhận của anh chị và các bạn. Còn rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành cái thời gian xem hết cái video. Nếu như các anh chị thấy video hay, bổ ích thì các anh chị hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè và người thân của mình cùng xem. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, nút chuông để mỗi khi kênh chia sẻ những clip mới thì các anh chị và các bạn luôn luôn là những người đầu tiên nhận được clip của kênh chia sẻ. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.